Xin kính chào cô bác anh chị em đã đến với kênh cô Bảy miền Tây nha. Ngày đầu năm mới cô Bảy miền Tây chúc hết toàn bộ cô bác anh chị em gia đình được nhiều hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, thành công trong mọi công việc nha. Thì hôm nay là ngày 28 tháng chạp, tất nhiên 28 Tết, cũng có cắm bông dùm cho đám giỗ nhà ông Tư ở sớm rồi quý vị. Rồi bắt đầu chuẩn bị cắm nha. Cái này đang đi dàn lá trước rồi quý vị. Dừng tay 77 lên vô dừng cơm.
Rồi, kính thưa quý vị, vậy là cắm hai chậu bông này vừa xong rồi quý vị. Để sang chùa lư không vậy mà chưa chùi. Rồi mình chuẩn bị tiếp tục cắm thêm một chậu nữa không quý vị. Vậy là mình cắm rờ hết chậu nha quý vị. À, kính thưa quý vị, cắm chậu bông này nó là xong nha quý vị. Chậu bông này cắm ở đâu đây cô Bảy? Chậu bông này cắm ăn thêm. Thank you.
Kính thưa quý vị, vậy là cắm bông đã xong không quý vị? Cho bông ra bạn Thiên nha. Rồi bưng lên luôn đi cô Bảy ơi, bưng lên đây bạn đi. Rồi. Cám ơn cho ba cháu cũng thành thật cảm ơn. Dạ. Hôm nay cũng có dịp mai Hoàng đến đây rồi cũng gia đình 77 nha. Ăn cá mạnh khỏe. Dạ. Nghi muốn nha. Rồi. Cảm ơn chú Nam. Dạ. Đây này vừa. Đây là chú Nam nha quý vị. Cũng mới sớm mà bữa nay đám giỗ ông Tư cho nên cắm bông này để đem về cúng đám giỗ nha quý vị. Rồi giờ mình bưng bông qua nhà ông Tư. Rồi. Qua nhà chú Năm. Rồi ông chị dẫn ra ba về cơm luôn. Cháu rồi. Ở đâu con ấy thì kêu qua cơm luôn. Nó đang cơm nhỏ. Ăn cơm nó bọn chua đồ kho hóng. Đi chú Hai, đi chú Hai. Ai đi chơi. Cái đó mình để chính giữa chú Nam ơi, dạ. Được không? Chính giữa là bạn thì có bạn cắm nhang. Đi hương. Bên dưới này xuống đây tôi chân cái cây lợi cho. Chân lợi, chân lợi chỗ nè. Chân lợi hai cái dồn là một gì á, một cái ấy một. Ờ mà chỗ đâu đầy lại nó đẹp. Quý vị mình đến đây đã kết thúc nha quý vị. Xin kính chào. Cảm ơn. Xin hẹn lại lần sau. Xin hẹn lại lần sau. Xin hẹn lại lần sau. Xin đợi hẹn sau. Rồi.